Bây giờ tới cái bước thứ tư ha, thì tôi sẽ chúng ta sẽ gắp bạc bê tông vào trong xi lanh ha. Bây giờ cái cốt chúng ta kiểm tra lại ha. Ta gắp xong thì chúng ta phải quay nó nhẹ nhàng như thế này. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắp bê tông vào trong sáu bê tông này vào. Một cái điểm lưu ý khi mà chúng ta gắp cái bạc bê tông này á là thứ nhất là vị trí của các cái bạc này chúng ta phải để đúng vị trí của nó ha. Bạc số 1, bạc số 2 nè là chúng ta không được lẫn lộn vị trí của nó. Thì có một số bạc thì nó kích thước nó giống nhau, chúng ta sẽ dễ lẫn lộn nha. Nhưng mà vật liệu của nó khác nhau. Bạc đầu thì cái vật liệu nó khác, bạc thứ hai vật liệu nó khác nha. Bạc đầu nó chịu lửa. Chúng ta gắn lộn bạc lên là nó bị bạc số 2 mà chúng ta gắn lộn lên bạc số 1 là nó sẽ bị cháy nha. Còn ở đây là do hai cái bạc này là cái bề dày của nó khác nhau nè, chúng ta không sợ lộn. Còn những cái bạc nào mà giống nhau thì chúng ta phải xác định cho đúng vị trí của nó nha. Thì thường là hai con bạc này thì màu nó sẽ khác nhau ha, và cái âm thanh của nó phát ra cũng khác nhau nha. Cái bạc số 1 thì âm thanh nó sẽ nghe như thế này, nó sẽ nghe trong nè. Khi mà chúng ta bỏ xuống nền đó, nó sẽ nghe cái tiếng trong ha. Còn cái bạc số 2 thì nó cái tiếng của nó sẽ đục hơn, cái tiếng của nó sẽ trầm hơn. Nha, đó là chúng ta xác định cái bạc số 1 và số 2. Một cái lưu ý thứ hai khi mà chúng ta gắp cái bạc này vào thì chúng ta phải lưu ý nè, các cái khe hở miệng nè, chúng ta phải chia miệng nha. Thì mục đích của cái việc này là để tránh cho cái khí nén từ trên nó lọt xuống dưới cặp tè ha, cũng như tránh cái nhớt từ ở dưới nó lọt lên bùng đốt nha. Thì cái nguyên tắc mà canh cái miệng bạc này á thì chúng ta sẽ, thứ nhất là chúng ta sẽ tránh bốn cái vị trí nè, hai cái vị trí mà nó trùng với cái lỗ chốt ha, lỗ chốt bê tông nè, hai vị trí này, chỗ này nè, là chúng ta không có để miệng bạc như này. Và hai cái vị trí mà trùng với cái đường tâm của cái cốt ha, chúng ta cũng không có để miệng bạc như đó. Vậy thì chúng ta sẽ để những cái nguyên tắc chúng ta chia miệng bạc á là chúng ta phải cho cái miệng của các cái cọng bạc này nè, nó phải nằm xa nhau nhất ha. Và nó tránh bốn cái điểm là thứ nhất là trùng với cái đường tâm của chốt bê tông, và thứ hai là trùng với đường tâm của cốt máy, là chúng ta tránh bốn cái điểm đó. Rồi thứ hai là chúng ta phải cho cái miệng này nó của các cọng bạc này nó phải nằm xa nhau nhất ha. Đó, ví dụ như cọng bạc số 1 chúng ta để đây, thì cọng bạc số 2 chúng ta phải để xéo bên đây ha. Rồi cọng bạc số 3 chúng ta phải để lật bên này nha. Thì tất cả các cái xi lanh thì chúng ta phải chia miệng như thế này hết để tránh cái hiện tượng lòn khí với lòn nhớt nha. Rồi bây giờ chia đi. Và một cái lưu ý trước khi chúng ta gắp cái bạc này á, là chúng ta phải kiểm tra cái sự di chuyển nhẹ nhàng của các cái cọng bạc ở trong cái rãnh của cái bê tông nha. À, chúng ta phải xoay như thế nào, nó phải nhẹ nhàng ha. Còn nếu mà chúng ta xoay nó sượng á, có nghĩa là cái khe hở lưng của nó bị bó kẹt nha, thì chúng ta phải xử lý nha. À, chúng ta phải kiểm tra nè, nó phải nhẹ. Còn nếu mà nó bị nặng thì chúng ta phải mài lại nha. Đó, nhẹ như thế này là được nè. Đó. Rồi bây giờ chúng ta chia miệng ha. Thì cái miệng thứ nhất là chúng ta chia ngay đây nè, giữa cái lỗ chốt và giữa cái đường tâm của máy chúng ta chia ngay giữa đây nha. Còn cái miệng bạc thứ hai thì chúng ta chia đối diện bên kia 180 độ bên kia nha. Ở đây cái động cơ này nó có ba cái cọng bạc, thì nó có ba cái miệng nha, bạc nhớt nó chỉ có một miệng thôi. Còn cái miệng bạc nhớt thì chúng ta sẽ cho lệch với cái miệng này 90 độ nè ha, là qua chỗ bên này. Đó. Vậy là ba cái miệng nè. Thứ nhất là miệng này chúng ta đặt ngay đây. Thứ nhất đặt ngay đây. Thứ hai chúng ta đặt lệch 180 độ bên kia. Và cái miệng bạc nhớt cái thì chúng ta cho nó lệch 90 độ so với cái miệng số 2. Nói chung là cái nguyên tắc thì chúng ta cho cái khe hở bạc này nó nằm xa nhau nhất có thể ha. Và tránh bốn cái vị trí mà tôi vừa nói nha. Rồi xong sau đó chúng ta sẽ bôi cái dầu bôi trơn vô đây và vô lòng xi lanh ha. Rồi chúng ta sẽ dùng cái đồ bó bạc chúng ta bó bạc chúng ta đóng vào và đổ nhớt đi.
xoay đi rồi chia lại. Tha nhớt vô lòng luôn. Rồi chia lại giống nãy vậy đó. Cái bước này rất là quan trọng nha. Nếu mà chúng ta mà không làm cái bước này, chúng ta để cái miệng bạc mà nó tùy ý thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là lòn hơi lòn nhớt nha. Rồi chúng ta để vào đúng vị trí của nó, ta nhớ qua lọc xi lanh nè. Một cái điều lưu ý nữa là cũng giống như ở trên các cái miễn cốt nè, thì chúng ta cũng không được mà tha nhớt ở phía cái mặt sau của cái miếng bạc lót nha. Tại vì nó sẽ làm cái ngăn cản cái quá trình tản nhiệt từ cái bạc lót qua cái tay dên nha. Thì nó sẽ làm cho, tại vì trong quá trình nó hoạt động nó ma sát nó sẽ rất là nóng nha, bạc này nóng. Thì có nhớt nó sẽ ngăn cản cái quá trình truyền nhiệt nha. Chúng ta chỉ bôi trên cái bề mặt phía trong này ha, với bề mặt ở trên cái cổ biên. Tha nhớt qua. Thì chúng ta lưu ý là lắp cái nắp cuối đỡ của cái tay dên này nè. Thì chúng ta cho đây nó có cái ngạnh khóa nè ha. Ở bên đây nó cũng có cái ngạnh khóa nè. Nha. Thì chúng ta sẽ cho hai cái ngạnh này nó cùng chịu với nhau ha, nằm cùng vị trí, cùng một bên với nhau ha, cùng phía với nhau. Nha, là đúng. Để cái ngạnh này mục đích là chống cái bạc nó xoay ha. Nếu mà chúng ta để cái ngạnh này nó khác phía thì cái bạc lót này nó có thể là nó xoay ở trong này ha. Rồi gấp chưa, rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái dòng bó bạc này ha, để chúng ta bạc này chúng ta chia miệng rồi ha, thì dùng cái dòng bó bạc này nè để chúng ta bó lại, chúng ta đóng cái cái tông vào, và nên nhớ là quay cái cốt máy cho cái cổ biên nó lên điểm dích trên nha. Cổ biên của máy chúng ta đang gấp lên điểm dích trên, đang siết bó bạc vào. Chúng ta siết chặt ha, rồi xong sau đó chúng ta sẽ dùng búa chúng ta đóng nó xuống nhẹ nhẹ, từ từ nha. Khi nào mà tới cổ biên thì chúng ta vừa quay cốt, chúng ta vừa đóng xuống. Rồi thu cái tông xuống. Rồi bây giờ chúng ta vừa xoay cốt, chúng ta vừa thụt nó xuống nè. Từ từ thôi. Rồi. Giờ bắt nó phía dưới lại. Rồi, cái ngạnh khóa đây ha, với cái ngạnh khóa bên kia chúng ta để cùng một phía. Tăng lực thêm. Rồi sau khi siết đủ lực thì chúng ta sẽ xoay cốt máy thử nha. Yêu cầu là nó phải không có bị sượng nha, nó nặng đều ở tất cả các vị trí. Quay đi. Đó. Quay nó phải có lực cản đều ở tất cả các vị trí nha. Rồi đối với những cái piston khác thì chúng ta sau khi gắp xong chúng ta cũng phải là quay ha, gắp xong cái nào chúng ta quay cái đó. Thì về cơ bản là mình đã cây cốt, cây dên, piston, bạc mình đã thử hết rồi ha.
thì khi mà gáp vào mình phải thử, xong chúng ta phải quay cốt máy thử cái nữa để mà nhằm mục đích là phát hiện cái piston nào nó quay nó bị kẹt ha. Rồi tiếp tục chúng ta lắp những cái piston khác cũng tương tự vậy ha. Rồi gấp cái số 2 đi. Rồi quay thụt nhẹ nó xuống, thụt sẽ chạy theo. Rồi, ta quay thử kiểm tra. Yêu cầu là nó phải lực cản phải đều ở tất cả các vị trí. Nhẹ đều. Rồi, ok, xong 3 cái. Rồi quay máy kiểm tra. Mỗi lần chúng ta gáp thêm một cái piston thì lực quay nó sẽ nặng hơn tí, nhưng mà quan trọng là nó phải đều nhau ha. Ở tất cả vị trí lực cản phải đều nhau. Rồi ok, xong 4 cái. Rồi vậy là chúng ta đã gáp xong 6 chiếc piston vào cái lồng xi lanh ha. Thì sau khi gáp xong thì chúng ta quay kiểm tra ha, cốt máy nó phải quay đều ha, lực cản phải đều nhau ở tất cả các vị trí, là công việc gáp
piston đã đạt yêu cầu kỹ thuật. Thì ở trong cái công đoạn này thì chúng ta phải chú ý là chúng ta lắp các cái vị trí của các cái gảnh xi măng chúng ta phải lắp cho đúng. Thứ hai là phải chia miệng bạc, và cái thứ ba là chiều và vị trí của các cái bộ phận chúng ta phải gắp cho đúng nha. Vậy là cái công việc gắp piston coi như đã hoàn thành nha. Chúng ta sẽ tới cái bước tiếp theo.